Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Mùa hè oi bức thế này, còn gì tuyệt hơn khi đi làm về mệt mỏi là được bước vào căn phòng mát lạnh, dễ chịu. Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có thể điều khiển chiếc điều hòa của mình ngay cả khi đang trên đường về nhà. Ở video này, Limosa sẽ hướng dẫn bạn cách biến điều đó thành hiện thực, giúp bạn điều khiển chiếc điều hòa thương hiệu Free một cách dễ dàng chỉ với chiếc điện thoại thông minh. Trước hết, hãy cùng Limosa tìm hiểu về các tính năng ứng dụng điều khiển. Giao diện bảng điều khiển sẽ bao gồm các chế độ chính sau. Bảng điều chỉnh nhiệt độ, cho phép bạn tăng hoặc giảm nhiệt độ mong muốn trong phòng. Chế độ bật, tắt thiết bị, bật hoặc tắt điều hòa. Chế độ làm lạnh, hạ nhiệt độ phòng để làm mát. Chế độ làm nóng, tăng nhiệt độ phòng để làm ấm, thường có ở điều hòa hai chiều. Chế độ hút ẩm, giảm độ ẩm trong phòng, giúp không khí dễ chịu hơn, đặc biệt là trong thời tiết nồm ẩm. Chế độ gió, chỉ chạy quạt để lưu thông không khí mà không cần làm lạnh hay làm nóng. Chế độ tự động, điều hòa tự động điều chỉnh nhiệt độ và chế độ hoạt động để duy trì nhiệt độ phòng ổn định. Các chế độ bổ sung. Chế độ đèn, bật tắt đèn hiển thị trên điều hòa. Chế độ sấy khô, tương tự chế độ hút ẩm, nhưng thường mạnh hơn, dùng để làm khô quần áo nhanh chóng. Chế độ khỏe mạnh, thường kết hợp lọc không khí, ion âm hoặc các tính năng khác nhằm cải thiện chất lượng không khí. Chế độ nóng 8 độ C, chế độ sưởi ấm nhanh, thường đặt nhiệt độ 8 độ C trong thời gian ngắn. Chế độ tiết kiệm điện, điều chỉnh hoạt động của điều hòa để tiêu thụ ít điện năng hơn. Chế độ ngủ, tự động điều chỉnh nhiệt độ trong đêm để đảm bảo giấc ngủ thoải mái, tránh bị quá lạnh. Bên cạnh đó, bảng điều khiển còn có thể điều tốc độ và hướng gió của máy. Đối với tốc độ gió, ứng dụng sẽ chia thành 5 mức chính gồm: gió nhẹ trung, gió mạnh trung và gió mạnh. Người dùng có thể tùy chọn chế độ gió theo 3 chế độ gồm: tự động, im lặng, mạnh. Đối với hướng thổi, ứng dụng sẽ chia thành 4 hướng thổi chính: lên xuống, trái phải, cố định trên dưới, cố định trái phải. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng hẹn giờ bật tắt của máy. Thao tác: 1. Tại ứng dụng Free Plus trên CH Play hoặc App Store và cài đặt. 2. Sau đó mở ứng dụng và tiến hành đăng nhập thiết bị. Bạn có thể lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Google hoặc tự tạo tài khoản cho riêng mình. 3. Sau khi đăng nhập, ấn vào biểu tượng dấu cộng trên góc phải màn hình. Sau đó chọn mục có biểu tượng hình điều hòa. 4. Ấn giữ cùng lúc hai nút mode và Wi-Fi trong vòng 1 giây để kích hoạt chế độ Wi-Fi trên máy lạnh. 5. Màn hình điện thoại sẽ hiện lên một thông báo yêu cầu bạn xác nhận kích hoạt chế độ. Nhấn Confirm để xác nhận, sau đó ấn Next để tiếp tục. 6. Tiến hành kết nối với Wi-Fi. Một thông báo sẽ hiện lên. Ấn Allow Once để đồng ý kết nối với chế độ Wi-Fi. 7. Đợi khoảng vài giây, sau đó khởi động lại thiết bị, truy cập vào giao diện ứng dụng để bắt đầu sử dụng. Với nội dung hướng dẫn sử dụng điều khiển máy lạnh Free Inverter bằng điện thoại trên Limosa, hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.